Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình hướng dẫn tất cả các bạn tham gia chương trình này góp. Để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần mô tả, mở Telegram ra bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. Đây thì chờ nó load một dáng bạn. Khi tham gia chương trình này góp này các bạn sẽ nhận được 100 tốc cần có hiệu là NTR các bạn. Con này đã list trên CoinMarketCap nhưng mà giá là 0.015 USD cho một token nhưng chưa có tiết sàn tất cả anh em. Gọi tất cả anh em join DAO góp. Đây là mình thấy là một dự án cũng rất là tiềm năng đấy. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì tất cả anh em join vào kênh nhóm chat này. Những dáng thế này thì anh em bỏ ra vài phút làm tất cả anh em. Sau này nó token nó có về thì nó tiết sàn, mình hy vọng giá cao anh em có thể bán được tất cả anh em. Rồi tất cả anh em bắt đáp lại. Rồi tất cả anh em vô nên tất cả anh em bắt đáp lỡ theo world thì tất cả anh em chỉ việc follow theo world thôi, chờ nó lót dáng chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn theo dõi nha tất cả các bạn. Ai đó tính không không. Rồi chút xíu nha các bạn. Rồi theo thì các bạn cũng like tự các bạn. Hai các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi, các bạn cũng tất luôn. Rồi sau khi các bạn test lại xong thì các bạn cũng mở Telegram mình gửi tiếp tục các bạn. Tất cả các bạn bấm vào nút submit tên. Rồi, các bạn chờ nó lót dán chút xíu các bạn. Rồi, nói các bạn cứ join nhóm chat xem. Giờ các bạn muốn join nữa tất cả các bạn. Rồi, các bạn theo world thì các bạn cũng follow và pinbot nữa các bạn nhấp vào kiểm tra mình có follow chưa tất cả các bạn. Rồi các bạn mình đã follow rồi tất cả các bạn. Rồi, các bạn cũng pinbot là cái bài này các bạn bấm vào pinbot open các bạn. Rồi gửi là cái đường link profile của xin em mình, các bạn bấm vào đăng test nè. Rồi mở máy đáp lại. Các bạn mở trên shader của mình ra. Rồi các bạn nhập vào cho cá nhân hồ sơ của mình. Nhập vào qua nhập gạch bấm vào chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào sao chép liên kết nha các bạn. Rồi sau khi sao chép vào khay như tạm rồi các bạn bật khoai vô đây nè các bạn nhớ qua chữ là tiêu đờ rồi các bạn gửi cái bot nha. Các bạn chờ dự án lót chút xíu. Rồi còn phần địa chỉ ví, phần địa chỉ ví ERC20 với ETH các bạn, ví MySQL wallet chứ wallet nha các bạn. Đề xuất 3 ví đó nên các bạn dùng 3 ví đó thôi các bạn. Với các bạn nào có xài ví MetaMask thì cũng được các bạn. Trừ ví Exchange cho sàn ra rồi các bạn nhấp vào ETH. Các bạn lướt xuống không? Rồi các bạn sao chép các bạn. Rồi các bạn mở bot ra các bạn. Các bạn bắt vào. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Các bạn gửi cho bot tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Và nó hỏi mình có vô này góp không? Mùa này góp đi xa. Rồi các bạn bấm Z nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào site tiếp nha các bạn. Rồi mình đã Gapfer token nó chưa cập nhật các bạn ơi. Gapfer Balance token đó ta. Rồi token nó sẽ cộng vậy sao các bạn. Đây thì các bạn việc lấy link gap mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token các bạn. Vậy video mình đây các bạn. Chào.
tạm biệt tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.